Mừng xuân mới, mừng xuân mới để chuẩn bị cho mọi gia đình có được một cây mai vàng rực rỡ nở hoa chân vào dịp Tết kỷ hợi năm 2019. Hàng ngàn mai vàng Florida đã kết nụ, chờ gửi đến quý đồng hương tại Hoa Kỳ. Để kịp cho ngày mùng 1 Tết, quý cô bác anh chị có thể gọi ngay từ hôm nay điện thoại số 941 để có được một cây mai kiểu dáng rồng thật đẹp. Mai vàng nhận giúp các tổ chức thiện nguyện, nhà thờ, chùa, thánh thất đặt mua sĩ để bán gây quỷ cho các hội Tết. Xin gọi Mai Vàng Florida 941 301 9251. 941 301 9251. Mai Vàng Florida xin trân trọng kính mời.